Chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Zippo Tuấn Nguyễn bên mình nha anh em. Thì những ngày cuối năm, chúc anh em nhiều an lành, vui vẻ, cũng như là đạt được nhiều thắng lợi, thành công trong những ngày năm mới nha anh em. Thì nay mình Zippo Tuấn Nguyễn xin giới thiệu với anh em một cặp Zippo mới về kênh bên mình luôn anh em. Hai em Zippo rất là đẹp, rất là ý nghĩa ha, rất là sang trọng, hàng chính hãng Zippo Mỹ luôn anh em, hàng jean từ A tới Z ha. Anh em nào đã có dịp ủng hộ Zippo Tuấn Nguyễn thì quá rành rồi ha, còn anh em nào chưa có dịp thì cứ ấn nút đăng ký kênh Zippo Tuấn Nguyễn màu đỏ ngay dưới chân clip nha anh em, để anh em có thể tiện theo dõi, nghiên cứu và lựa chọn những em Zippo mà mình trên tay giới thiệu với anh em. Thì nay mình giới thiệu với anh em hai em Zippo. Bên phải đó là em Zippo đồng khắc chìm nữ thần tự do giơ cái đuốc và logo Zippo nha nè. Em Zippo đồng rất là sang trọng và ý nghĩa, với việc hãng khắc chìm rất là tinh tế, biểu tượng nữ thần tự do nha nè, rất là sang trọng, rất là nổi tiếng này ha. Em Zippo này được hãng chế tác rất là tỉ mỉ, công phu. Còn bên trái đó là em Zippo chrome trắng khắc chìm chú đại bàng đang đứng trên trái địa cầu nha nè, với biểu tượng quyền lực rất là mạnh mẽ của đại bàng, rất là ý nghĩa, mạnh mẽ, nam tính cho anh em trên tay ha. Em chrome trắng này thì cũng là một trong những thiết kế rất là nổi tiếng, huyền thoại luôn nha nè, hãng đặc biệt chế tác để gửi tới anh em yêu mến hãng Zippo nha. Thì số điện thoại mình để trên tiêu đề clip nha anh em. Anh em nào có nhu cầu rước hai em nó về sở hữu hoặc làm quà biếu, quà tặng cho người thân, bạn bè cũng rất là ý nghĩa, rất là hay nha anh em. Mình trên tay giới thiệu với anh em trước ha. Đây là em đồng khắc chìm nữ thần tự do giờ thì đuốc nha nè, với logo Zippo và những họa tiết vân, cái nền là vân Guluche 3D nha nè, rất là mạnh mẽ, rất là sang trọng nha nè, hai mặt luôn, trước sau y chang luôn. Em này hãng họa tiết ngoài là biểu tượng nước Mỹ là nữ thần tự do, thì cái vân Guluche 3D cũng là một trong những điểm nhấn rất là sang trọng cho em Zippo này nha anh em. Sáng bóng sạch sẽ, em nó lấy bằng nha. Hàng zin hết luôn anh em. Liều 100% luôn, rất là nhạy lửa ha. Hãy nhẹ lên lửa thôi. Sáng bóng sạch sẽ luôn anh em. Hàng zin, hộp đèn giấy tờ đầy đủ ha, khắc hai mặt trước sau luôn, biểu tượng nước Mỹ lá đò nữ thần tự do, quá quen thuộc với nhiều anh em rồi ha. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết các em Zippo này thì anh em vô trang Facebook mình, cứ click vô đường link mình để dưới ô mô tả video nha anh em. Đây mình trên tay nhanh với anh em thôi, dòng Zippo đồng rất là sang trọng, bóng bẩy ha nè. Hàng zin chính hãng luôn ha, nữ thần tự do và logo Zippo ha nè, Zippo đồng ha. Còn đây là em chrome trắng, cũng là một thiết kế rất là nổi tiếng, huyền thoại ha nè, đó là chú đại bàng đang đứng trên trái địa cầu, ở giữa là chữ Made in USA là, và cái logo của hãng Moto Harley nhỏ nhỏ ha, rất uy lực. Em nó mặt sao trơn nha, em nó đáy lõm nha nè, hàng zin hết luôn, liều 100% luôn anh em, để nhẹ lên lửa, để nhẹ lên lửa ha, rất là thần thái, được hãng khắc rất là chi tiết tỉ mỉ ha nè, chú đại bàng biểu tượng rất là uy lực của nước Mỹ ha. Về giá các em nó thì anh em cứ nhấp vô tiêu đề clip nha anh em, sẽ hiện ra ô mô tả ha.
có giá các em nói cho anh em xem luôn. Bên mình bao ship toàn quốc, bao cho anh em test rất thoải mái, hàng chính hãng ha. Yêu mến anh em nhớ like, chia sẻ clip nha anh em, và nhớ ấn nút đăng ký kênh Jippo Tuấn Nguyễn màu đỏ ngay dưới chân clip ha. Bên mình rất là nhiều mẫu cho anh em lựa chọn thoải mái luôn anh em. Rom trắng ha anh em, đại bàng đứng về câu. Hai em Jippo này thì rất là đẹp ha. Anh em nào có nhu cầu cứ alo mình, mã vạch đầy đủ nha anh em, giấy tờ kèm theo luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo ha. Chúc anh em luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và đón năm mới thật là nhiều niềm vui nha anh em.